Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Nhà đẹp trên kênh YouTube Đắc Thủ. Đây là chuyên mục để chúng tôi kết nối những thông tin về kiến trúc nhà phố đặc sắc và tinh tế nhất thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Đắc Thủ. Và ngày hôm nay thì Ngọc Loan xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng tham quan một ngôi nhà ở khu phố 7, phường Phú Hòa để xem là kiến trúc ngôi nhà này có gì đặc sắc nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng di chuyển vào bên trong. Thưa quý vị, đây là khuôn viên của ngôi nhà và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng di chuyển vào phía bên trong cổng chính nhé. Khi bước vào trong căn nhà thì điều đầu tiên chúng ta bắt gặp đó chính là màu sắc của căn hộ này, bởi vì ở đây đang sử dụng một lối màu tối giản và phong cách khi mà chúng ta đang thấy là đang có hai màu chủ đạo, đó là màu xám đen và màu trắng, nhưng vẫn thể hiện được sự hài hòa mà gia chủ mong muốn đến. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đi xem phòng khách của căn hộ. Quý vị có thể nhận thấy là phòng khách đang lấy một tông màu chủ đạo, chủ yếu ở đây là sử dụng màu trắng. Màu trắng thì luôn thể hiện sự trang trọng và tinh tế của gia chủ. Và để ý thì các bạn có thể thấy rằng là ở đây lấy ánh sáng từ rất là nhiều phía, nhất là bên trái của Ngọc Loan và ở phía sau cũng như là bên phải đều lấy ánh sáng tự nhiên vào bên ngoài. Thì như vậy là sẽ tạo được một cảm giác dễ chịu khi mà gia chủ có thể là tiếp khách ở đây hoặc là có những cái trải nghiệm trong cuộc sống gia đình. Thưa quý vị, tiếp đến thì chúng ta sẽ đi đến cái nơi nấu nướng của căn bếp cũng như là lau dọn và rửa dọn những cái vật dụng ở trong căn bếp của nhà mình. Thì ở đây mọi người có thể nhìn thấy rõ là có cửa sổ ở ngay khu vực bếp cũng như là rửa những cái vật dụng, thì nó sẽ lấy được ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài vào, và bên cạnh đó thì cũng có thể thoát được đi những cái khí hôi bám lại trong bếp của mình ra phía không gian bên ngoài. Và tại khu vực đứng của Ngọc Loan hiện tại thì mọi người có thể thấy là chúng ta có thể để xe máy và tránh được sự dơ bẩn cũng như là tạo được, giữ được sự sạch sẽ ở phòng khách và căn bếp của mình. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng tiếp tục di chuyển lên phòng ngủ để xem những thiết kế trong phòng ngủ như thế nào nhé. Thưa quý vị và các bạn, đây là phòng ngủ chính của ngôi nhà mình. Và chúng ta có thể thấy thì trong phòng ngủ này màu xám và màu xám khói vẫn là hai màu chủ đạo. Thì khi mà chúng ta sử dụng ra và gối màu xám khói thì nó sẽ tạo được sự điềm tĩnh cũng như là dễ chịu khi mà chúng ta bước vào phòng ngủ để chuẩn bị có được một giấc ngủ ngon. Và ở đây mọi người có thể thấy là sàn gỗ trong căn phòng ngủ của chúng ta cũng thiết kế sàn gỗ, thì khi mà bước vào trong căn phòng sẽ có được một sự ấm áp nhất định. Và mỗi buổi sáng khi mà chúng ta thức dậy thì chỉ cần bước xuống nền gỗ, chúng ta sẽ không phải bị thay đổi nhiệt độ đột ngột và có thể đảm bảo tốt cho sức khỏe của gia chủ. Tiếp đến thì chúng ta có kệ sách được kết nối với bàn trang điểm. Với kệ sách như thế này thì gia chủ có thể để những quyển sách mà chúng ta thường đọc, và bên cạnh đó thì sẽ có những cái vật dụng trang trí trong phòng ngủ phù hợp và liên quan với gia chủ. Và nối tiếp với bàn trang điểm thì cũng là rất là tiện ích cho những người phụ nữ trong gia đình,
vừa có thể trang điểm và vừa có thể tiện ích qua cái việc là đọc sách ở trong phòng trước khi chúng ta chìm vào giấc ngủ. Đây là ban công ở tầng 2 của ngôi nhà, và điều đặc biệt chúng ta có thể thấy là ban công ở tầng 2 được thiết kế khá là rộng rãi, rất là phù hợp với gia đình là mỗi khi chúng ta có một bữa tiệc nhỏ rất là ấm cúng. Và bên cạnh đó thì quý vị và các bạn có thể thấy là không gian và ánh sáng ở phía bên ngoài rất là rộng, thì tạo cảm giác là thoải mái cho gia chủ trong căn nhà của mình. Và ở đây, đây mọi người có thể thấy không gian ở phía sau của Hồng Loan ạ. Như thế này thì chắc chắn rằng là khi mà một buổi sáng nào đó chúng ta thức dậy và đi ra phía ngoài thì chúng ta có thể đón lấy được những ánh nắng đầu tiên. Như vậy thì có thể đảm bảo được sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của mình. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta vừa tham quan xong những phần chính trong ngôi nhà, bao gồm là phòng khách, phòng ngủ, nhà bếp và không gian ở ngoài sân thượng. Và điều đặc biệt, nếu như quý vị chúng ta để ý thì chúng ta có thể thấy rằng thửa đất để tạo nên ngôi nhà này tuy không được thẳng hướng nhưng đã được những kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế không gian bên ngoài cũng như nội thất bên trong đảm bảo những chu nhất tốt nhất, vừa phù hợp với nhu cầu của gia chủ, vừa có thể được tiết kiệm không gian thời gian, và bên cạnh đó là tạo được sự thoáng đãng mát mẻ trong ngôi nhà. Và thưa quý vị, để có thể theo dõi được những mẫu nhà mới đẹp với thiết kế lạ mắt và độc đáo thì quý vị có thể follow fanpage, website cũng như là subscribe kênh YouTube mang tên Đất Thủ. Và bên cạnh đó có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại, và sau khi số điện thoại này quý vị lưu vào danh bạ của mình thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi để có được sự tư vấn tốt nhất từ công ty cổ phần xây dựng đầu tư Đất Thủ. Còn bây giờ thì chuyên mục nhà đẹp xin phép được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị với những video lần sau.